Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc tại tỉnh Hưng Yên về kết quả 5 năm thực hiện quyết định số 99 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương. Phiên chủ bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hưng Yên lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027. Chuyển biến sau khi huyện Văn Lâm tạm dừng điều hành hoạt động của một số chủ tịch ủy ban nhân dân xã để tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng và giải tỏa vi phạm đất đai. Hơn 350 trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý sau gần 2 tháng, công an tỉnh Hưng Yên triển khai phạt nguội. Bắt giữ một đối tượng cướp giật tiệm vàng tại huyện Yên Mỹ. Lần đầu tiên Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên tòa trực tuyến. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Lam Phó trưởng ban làm trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện ủy Kim Động và thành ủy Hưng Yên về kết quả 5 năm thực hiện quyết định số 99 năm 2017 của Ban Bí thư về việc ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Dự buổi làm việc có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Sau 5 năm triển khai quyết định số 99 ngày 3 tháng 10 năm 2017 và quyết định số 1158 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 15 tháng 5 năm 2018, các cấp ủy tổ chức đảng cán bộ đảng viên trên địa bàn huyện Kim Động và thành phố Hưng Yên, như là người đứng đầu, đã thể hiện tốt vai trò nêu gương cầu thị, lắng nghe ý kiến, xác định trách nhiệm thực thi công vụ, có sự giám sát của nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt việc công khai để dân biết, dân bàn, dân góp ý và giám sát, duy trì nề nếp việc tiếp công dân định kỳ 2 buổi trên tháng. Tỷ lệ xử lý các vụ việc sau đề xuất kiến nghị tiếp công dân đạt cao. 100% số cơ quan, đơn vị trên địa bàn hai địa phương thực hiện công khai bộ thủ tục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính. 100% số văn bản được xử lý trên môi trường mạng, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định số 99 của Ban Bí thư tại huyện Kim Động và thành phố Hưng Yên, đồng thời đề nghị hai địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung của quyết định số 99 với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, cụ thể hóa việc thực hiện các nội dung và phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, qua đó xây dựng đảng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. Sau đây là thông báo về kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, nghị quyết số 629 ngày 30 tháng 1 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ấn định tổ chức kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 trong ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức thứ Ba, tại hội trường số 408, trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, địa chỉ số 10 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Vậy Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Xuân Tiến. Chiều nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên diễn ra phiên chủ bị Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027. Trước khi diễn ra phiên chủ bị, các đại biểu tổ chức dâng hương dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm Canh hùng Liệt sĩ tỉnh. Phiên chủ bị suy cử đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm soát đại hội. Báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 và dự thảo chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua danh sách dự kiến 37 tăng ni cư sĩ được suy cử vào ban trị sự. Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 6 và cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9. Với phương châm kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, Đại hội đại biểu Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ chính thức diễn ra vào 8 giờ sáng mai ngày 30 tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch năm học hôm nay,
hàng trăm nghìn học sinh từ khối 2 trở lên của tỉnh Hưng Yên đi tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023. Buổi tựu trường diễn ra bằng hình thức trực tiếp, các em học sinh tới trường lớp để gặp lại bạn bè, làm quen trở lại với thời khóa biểu, nhận sách giáo khoa, đồ dùng học tập, chuẩn bị tâm thế bước vào năm học mới. Giáo viên chủ nhiệm các lớp phổ biến nội quy quy định của trường lớp, thời gian, hình thức tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9, đồng thời tăng cường vận động cha mẹ học sinh cho con em tiêm vaccine phòng COVID-19. Năm học 2022-2023, tỉnh Hưng Yên có gần 300.000 trẻ mầm non và học sinh phổ thông tới trường. Sáng nay, huyện Yên Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 và tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Năm học 2021-2022, huyện Yên Mỹ xây dựng thêm được 45 phòng học, 17 trên 17 xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 3. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,76%, tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 trung học phổ thông công lập trên 52%. Có 7 giáo viên đạt giải cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning cấp tỉnh. 76 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo huyện Yên Mỹ sẽ tăng cường kỷ cương nề nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm tra việc dạy thêm học thêm trái quy định. Xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, có trình độ năng lực chuyên môn cao. Xác định việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Huyện Kim Động đang đẩy mạnh thực hiện vấn đề này. Trong 8 tháng đầu năm, số hồ sơ cung ứng dịch vụ công mức độ 3 của huyện đạt hơn 6.000 hồ sơ. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại 17 trên 17 xã thị trấn của huyện đều được trang bị bố trí phòng và thiết bị máy móc hiện đại đáp ứng nhu cầu xử lý giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Tại cấp xã có 53 trên 152 thủ tục mức độ 3, trong đó 90% thủ tục phát sinh hồ sơ được cung ứng dịch vụ công mức độ 3, tạo thuận lợi cho người dân trong nộp, bổ sung và thực hiện dịch vụ công. Hiện tại bộ phận một cửa của các xã thị trấn mỗi ngày tiếp nhận và giải quyết từ 50 đến 100 thủ tục hành chính, chủ yếu ở lĩnh vực công chứng, hộ tịch, tạm trú tạm vắng. Các địa phương đã chủ động bố trí cán bộ công chức, đoàn viên tăng cường tại đây để tuyên truyền vận động và hướng dẫn người dân cài đặt, tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Việc tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính. Nhờ đó trong tháng 7 và 8, trên 50% thủ tục ở cấp xã đã được thực hiện và giải quyết ở mức độ 3. Một số địa phương có tỷ lệ cao như tại thị trấn Lương Bằng, xã Hiệp Cường, Phạm Ngũ Lão, Đồng Thành. Thực hiện đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025. Thời gian qua, lực lượng công an tỉnh Hưng Yên tích cực thu thập, xử lý thông tin để phục vụ xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư theo phương châm đúng đủ, sạch sống, đồng thời mở đợt cao điểm để sớm hoàn thành làm căn cước công dân trên toàn tỉnh. Trong những ngày nước rút của quá trình làm căn cước công dân gắn chip điện tử, Công an xã Tân Châu, huyện Khoái Châu đã huy động toàn bộ lực lượng làm ngày, làm đêm để phục vụ khoảng 200 người dân mỗi ngày. Có những cụ già gần 100 tuổi, người khuyết tật không thể tự đi lại được, hay những người dân đi làm ăn xa đều được tuyên truyền, vận động và hỗ trợ đi làm căn cước công dân. Tôi đang làm ở xa thì tôi cũng được công an xã rất là nhiệt tình khi mà gọi điện cho thông báo về việc làm căn cước công dân, thủ tục hướng dẫn tận tình. Nhiều người dân bị sai sót về thông tin hay dữ liệu không đồng nhất đều được lực lượng công an phối hợp với tư pháp xã xử lý nhanh chóng. Tôi có sai thông tin là tên đệm và tên mẹ tôi. Công an xã tạo điều kiện để chỉnh sửa lại thông tin dễ dàng nhất. Không khí gấp rút làm căn cước công dân ở giai đoạn cuối và thu thập xử lý đính chính dữ liệu dân cư đang diễn ra ở tất cả các xã tại huyện Khoái Châu, địa phương có số lượng hồ sơ căn cước công dân nhiều nhất tỉnh. Tuy nhiên, đây cũng là địa phương có tiến độ thực hiện nhanh với trên 140.000 căn cước công dân, đạt tỷ lệ khoảng 92%. Huyện Khoái Châu là một huyện lớn, số dân đông, thì chúng tôi xác định phải tập trung cao độ tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp
phục vụ nhân dân không kể ngày nghỉ, ngày lễ, làm cả ngày buổi tối. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ra đời với mục tiêu là một hệ thống thông tin lõi, cơ sở dữ liệu gốc của toàn bộ công dân Việt Nam. Từ đó là trung gian kết nối của các bộ ngành địa phương để tạo nên sự liên thông dữ liệu phục vụ quản lý dân cư. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã cấp được trên 970.000 căn cước công dân gắn chip điện tử, đạt tỷ lệ gần 90%, thu nhận 100.000 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử được ví như căn cước công dân trên mạng của mỗi người. Cơ quan công an với vai trò thường trực sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban tỉnh, huy động cả hệ thống chính trị tiếp tục tích cực, quyết tâm, quyết liệt tham gia triển khai thực hiện đề án 6 hiệu quả. Đặc biệt, lực lượng công an sẽ triển khai trọng tâm là tiếp tục thu nhận, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư, mục tiêu 100% công dân trong độ tuổi từ 14 tuổi trở lên được thu nhận căn cước công dân gắn chip và định danh điện tử. Để xây dựng thành công chính phủ số, cần phải có những công dân số. Đây là bước tiến quan trọng để cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế xã hội, để mỗi công dân cùng hòa nhập vào tiến trình chuyển đổi số của cả đất nước. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hai xã Tân Quang và Lạc Đạo ở Văn Lâm bị tạm dừng điều hành hoạt động một tháng kể từ ngày 8 tháng 8 để tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng và giải tỏa vi phạm theo kế hoạch số 93 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay, sau 3 tuần tập trung thực hiện, tình hình ở hai địa phương này có những chuyển biến tích cực. Ngay sau khi thực hiện thành công cuộc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc trên diện tích hơn 5 hectare của 59 hộ ở thôn Nghĩa Trai cho dự án khu đô thị Đại An vào đầu tuần qua, ông Cao Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Quang bắt tay ngay vào việc chỉ đạo giải tỏa các vi phạm đất đai theo kế hoạch số 93A. Ông xuống từng hộ vi phạm để tuyên truyền vận động, thuyết phục và yêu cầu ký cam kết thời hạn cụ thể tự tháo dỡ. Thì đây em sản xuất chế tạo cơ khí trên đất này, thực ra là đất ruộng, trên cũng chỉ đạo thôi, bọn em cũng nghe theo thôi, nhất trí là làm dỡ, tháo dỡ thôi. Cuối tuần vừa qua, xã Tân Quang tổ chức vận động người dân tự tháo dỡ và giải tỏa được 5 trường hợp vi phạm. Điển hình như hộ ông Phạm Văn Chính tháo dỡ nhà xưởng rộng hơn 400m², hộ ông Nguyễn Huy Năm tháo dỡ nhà kho rộng trên 200m² ở thôn Chí Trung. Xã Tân Quang phấn đấu đến ngày 15 tháng 9 sẽ xử lý xong toàn bộ 32 vi phạm trong kế hoạch giải tỏa. Trong một tháng dừng điều hành ủy ban để tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng dự án Đại An, thì dự án Đại An của chúng tôi tại xã Tân Quang thì đã được kiểm đếm xong giải tỏa 93A. Chúng tôi đã tuyên truyền vận động và cương quyết giải tỏa để làm sao mà đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tương tự như vậy, trong 3 tuần qua, ông Sái Khoa Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lạc Đạo cũng đến từng hộ vi phạm yêu cầu tự tháo dỡ, nếu không sẽ cương quyết cưỡng chế. Tất nhiên anh cũng kinh doanh là hợp pháp, nhưng mà nghĩa là có hành lang giao thông thì bây giờ anh em ra tuyên truyền vận động để anh thu dọn và cho chúng em. Do đó, chiếc thùng container tồn tại như một kho chứa hàng ngay cạnh đường DT385 gần 10 năm nay đã được người dân tự vận chuyển đi. Hộ dân này cũng đang tự tháo dỡ khu nhà trọ hơn 10 phòng dựng trái phép trên hành lang đường sắt nhiều năm nay. 20 trên 25 vi phạm đã cơ bản được giải tỏa hoặc được người dân cam kết tự tháo dỡ trước ngày 30 tháng 8. Mình làm vi phạm thì mình phải chấp hành tự nhà gia đình tháo dỡ để đỡ tổn hại về cái kinh phí của mình. Còn một số các hộ mà cố tình thì chúng tôi cũng đã đề nghị Ủy ban huyện Văn Lâm và các phòng ngành chức năng để xem xét cái mức độ vi phạm đối với trang vườn trại để có kế hoạch thu hồi quyết định trang trại. Hầu hết các vi phạm ở xã Tân Quang và Lạc Đạo đều là nhà xưởng, kho hàng, nhà tạm trên đất nông nghiệp có diện tích lớn tồn tại nhiều năm. Việc tập trung quyết liệt giải tỏa đã đem đến nhiều chuyển biến tích cực, không còn tình trạng hộ này trông chờ xem việc xử lý hộ khác có triệt để hay không. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Hưng Yên sẽ tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong đó, không sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn, chú ý quan sát khi tham gia giao thông, chấp hành nghiêm đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy. Sở Giao thông Vận tải Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải khách có phương án tổ chức vận tải phù hợp, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách để phục vụ người dân đi lại dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Ban An toàn Giao thông tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp với các ngành đoàn thể chức năng bảo đảm trật tự an toàn giao thông để triển khai thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, Công an tỉnh Hưng Yên bắt đầu áp dụng xử phạt qua hệ thống camera giám sát, hay thường gọi là phạt nguội. Sau gần 2 tháng triển khai, có hơn 350 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý bằng hình thức này. Hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn tỉnh được lắp đặt tại 7 điểm trên các tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 39, quốc lộ 38B với 4 vị trí giám sát tốc độ, 10 vị trí giám sát đèn tín hiệu giao thông, 8 vị trí nhận diện biển số xe, ghi các lỗi như lấn làn, đi sai phần đường, dừng đỗ sai quy định, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông. Theo báo cáo kết quả xử lý nhanh, vi phạm giao thông qua hệ thống giám sát tự động bằng camera trên một số tuyến giao thông trọng điểm của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Công an thị xã Mỹ Hào và Công an thành phố Hưng Yên, từ ngày 1 tháng 7 đến nay, các đơn vị đã phát hiện và lập biên bản xử phạt hơn 350 trường hợp vi phạm, trong đó có 17 trường hợp vi phạm tốc độ, hơn 300 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Nhiều người cũng chủ quan và hay là cũng theo cái kiểu nếp cũ, chưa chấp hành được luật giao thông đường bộ, cũng chưa tuân thủ được thứ nhất là vạch kẻ đường và tín hiệu đèn. Kể từ khi áp dụng xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát, mặc dù không có sự xuất hiện của lực lượng chức năng, nhưng trên các tuyến đường tình trạng lấn vạch hay vượt đèn đỏ đã phần nào giảm so với trước, tình trạng chối lỗi của người vi phạm cũng giảm hẳn. Bắt đầu từ 1 tháng 7 thì chúng tôi đã tiến hành xử phạt qua camera hình ảnh bằng hình thức phạt nguội. Trong vòng 10 ngày thì chúng tôi sẽ gửi thông báo đến trực tiếp người vi phạm, cơ bản vi phạm những lỗi như là đi không đúng phần làn đường quy định, không đội mũ bảo hiểm đối với xe máy, chạy quá tốc độ đối với mô tô, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu. Hiện nay, lực lượng chức năng đang tập trung xử phạt các trường hợp vi phạm qua camera giao thông đối với xe ô tô. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý quyết liệt với xe mô tô, xe gắn máy để giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 13 giờ 20 phút chiều nay, tại cửa hàng vàng bạc Mạnh Quỳnh ở thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, một người đàn ông vào hỏi mua vàng, sau đó đã cướp giật của chủ cửa hàng hai sợi dây chuyền. Ngay lập tức đối tượng bị người dân và chủ cửa hàng bắt được và bàn giao cho cơ quan công an. Đối tượng khai tên là Nguyễn Tiến Duy, sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố Vĩnh Đệ 2, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Vào thời gian trên, Duy vào cửa hàng vàng Mạnh Quỳnh vờ hỏi mua vàng, lợi dụng sự sơ hở của chủ cửa hàng, Duy cướp hai sợi dây chuyền 4.9 có tổng trọng lượng 9 chỉ, trị giá khoảng 45 triệu đồng. Sau khi cướp, Duy bỏ chạy ra đường tỉnh 381 hướng về thôn Yên Phú. Chạy được khoảng 100m, Duy bị người dân và chủ cửa hàng bắt được, bàn giao cho cơ quan công an. Tại Công an xã Giai Phạm, Duy thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật. Công an xã Giai Phạm đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Tiến Duy cho Công an huyện Yên Mỹ để điều tra theo đúng thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm hai vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Đây là phiên tòa đầu tiên được xét xử theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh và trại tạm giam Công an tỉnh. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh xét hỏi bị cáo qua hệ thống camera kết nối trực tuyến giữa hai điểm cầu. Hình ảnh âm thanh rõ ràng, không khác biệt so với bị cáo có mặt trực tiếp. Theo cáo trạng, ngày 18 tháng 6 năm 2022, bị cáo Lò Văn Nhất, trú ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, bị bắt quả tang khi đang đi bán 0,805 gam heroin tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Vụ thứ hai, ngày 16 tháng 5 năm 2022, khám xét nơi ở của bị cáo Nguyễn Hữu Đường tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, cơ quan công an thu giữ 0,567 gam heroin. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Đường 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Nhất 2 năm 3 tháng tù. Theo nghị quyết số 33 của Quốc hội khóa 15, Tòa án Nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tiếp để xét xử sơ thẩm, phúc thẩm các vụ án hình sự, dân sự hành chính có tình tiết tính chất đơn giản, có tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng. Trong thời gian tới, phiên tòa xét xử theo hình thức trực tuyến sẽ được tổ chức tại Tòa án Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chương trình thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Cuối tuần qua, Libya chứng kiến đợt giao tranh tồi tệ nhất trong vòng 2 năm qua
giữa các lực lượng vũ trang của hai chính quyền đối địch. Giao tranh đe dọa có thể làm hỏng mọi thành quả hòa giải của Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia khác cho các bên ở Libya trong nhiều năm. Giao tranh đã nổ ra tại nhiều quận ở thủ đô Tripoli của Libya sau khi các cuộc đàm phán tránh đổ máu thất bại khiến ít nhất 32 người thiệt mạng. Hiện tại ở Libya có hai chính quyền đối lập cùng tồn tại, bao gồm một chính phủ được thành lập trong tiến trình hòa bình ở Libya, được Liên Hợp Quốc dẫn dắt, đặt trụ sở tại Tripoli, một chính phủ khác do Quốc hội Libya đặt tại miền đông lập ra. Hiện Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về tình hình và nhấn mạnh điều rất quan trọng ở thời điểm hiện tại là giảm căng thẳng và mọi người chú ý đến những nhu cầu của người dân là hòa giải chính trị và hòa bình. Chính quyền Pakistan thông báo, khu vực miền Nam ở nước này đang tiếp tục đối mặt với một đợt mưa lũ mới khi nước ở các dòng sông tiếp tục dâng cao. Chính quyền Pakistan cũng cho biết, mưa lũ kéo dài suốt gần 3 tháng qua tại quốc gia này đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương, hàng chục nghìn người phải di rời. Pakistan gọi đây là một thảm họa khí hậu nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết của người dân và sự hỗ trợ của quốc tế nhằm giúp đất nước vượt qua khó khăn. Đợt mưa lũ trong mùa mưa năm nay đã ảnh hưởng tới hơn 33 triệu người, tương đương với 1/7 dân số, và làm hư hỏng, phá hủy gần 1 triệu nhà cửa. Tại hội nghị quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi, TICAD, mới diễn ra ở Tunisia, Thủ tướng Nhật Bản ông Kishida Fumio tuyên bố sẽ đầu tư 30 tỷ đô la Mỹ cho khu vực này. Theo tuyên bố, Nhật Bản sẽ đầu tư 30 tỷ đô la Mỹ trong vòng 3 năm tới cho khu vực châu Phi, trong đó tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực và thúc đẩy tăng trưởng có chất lượng. Cụ thể, Nhật Bản sẽ tăng các khoản vay trị giá khoảng 5 tỷ đô la Mỹ với sự phối hợp của Ngân hàng Phát triển châu Phi để thúc đẩy sự phát triển bền vững của châu lục thông qua việc khôi phục tài chính. Để hỗ trợ châu Phi, Nhật Bản sẽ đầu tư khoảng 4 tỷ đô la Mỹ để đạt được tăng trưởng xanh thông qua quá trình khử carbon và giúp châu Phi tăng cường năng lực sản xuất lương thực, đào tạo người dân trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng sẽ hỗ trợ châu Phi phòng chống các bệnh truyền nhiễm, trong đó có AIDS, sốt rét, bệnh lao, cũng như tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe. Trong tuần này, các quan chức châu Âu dự kiến sẽ có cuộc họp để bàn về đề xuất cấm thị thực hoàn toàn với công dân Nga. Tuy nhiên, quan chức cấp cao của EU cho rằng các nước sẽ khó có thể nhất trí về đề xuất này. Phát biểu ngày 28 tháng 8, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, ông Josep Borrell, bày tỏ quan điểm phản đối dừng cấp thị thực hoàn toàn cho công dân Nga. Thay vào đó, quan chức này cho rằng cần có các biện pháp mang tính chọn lọc hơn, như cấm thị thực với các chùm tài phiệt được cho là có quan hệ mật thiết với Điện Kremlin. Đề xuất cấm thị thực công dân Nga do Tổng thống Ukraine đề xuất và hiện nay Pháp, Đức, Hy Lạp, Síp, Thụy Điển cùng một số quốc gia châu Âu khác đã lên tiếng phản đối lệnh cấm. Cảnh sát Australia thông báo vừa thu giữ một lượng ma túy đá kỷ lục lên tới gần 2 tấn và trị giá 1,1 tỷ đô la. Cảnh sát bang New South Wales cho biết hơn 1.800 kg ma túy đá metafetamin được tìm thấy trong các container cập cảng Sydney trong những tuần gần đây. Số ma túy này được giấu trong các phiến đá cẩm thạch vận chuyển từ khu vực Trung Đông. Cảnh sát chưa đưa ra cáo buộc nào liên quan đến vụ bắt giữ mới nhất, nhưng đã bắt giữ 3 người đàn ông liên quan đến số ma túy được tìm thấy vào tuần trước. Công ty Meta, chủ của Facebook, vừa đồng ý thỏa thuận về vụ kiện kéo dài, trong đó họ bị đòi bồi thường do để bên thứ ba tiếp cận các dữ liệu cá nhân của người dùng. Theo tài liệu đệ trình tại tòa án ở San Francisco, Meta cho biết đang đưa ra một bản dự thảo thỏa thuận sơ bộ về nguyên tắc và yêu cầu ngừng các thủ tục tố tụng trong 60 ngày để hoàn thiện dự thảo. Meta không công bố các điều khoản cụ thể cũng như số tiền trong thỏa thuận. Năm 2018, người dùng Facebook đã kiện công ty này sau khi biết mạng xã hội vi phạm các quy định về quyền riêng tư của người dùng khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của họ với các bên thứ ba. Dữ liệu của 87 triệu người dùng đã bị Facebook thu thập và chia sẻ mà không có sự đồng ý của họ. Các nhà nghiên cứu tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thông báo phát hiện một bộ xương của một con khủng long chân thàn lằn dài tới 25 mét và đây có thể là bộ xương của loài khủng long lớn nhất từng được tìm thấy ở châu Âu. Theo đó, bộ xương khổng lồ của sinh vật được phát hiện tình cờ khi một chủ sở hữu bất động sản ở Bồ Đào Nha tiến hành các công việc xây dựng ngay tại sân sau nhà. Người này đã lập tức liên hệ với chuyên gia để khai quật và trong một nghiên cứu vào tháng 8, các nhà cổ sinh vật học đến từ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cho biết đây có thể là phần còn lại của loài khủng long lớn nhất ở châu Âu. Dựa vào các mảnh xương sườn và đốt sống được tìm thấy, họ xác định hóa thạch thuộc về một con khủng long chân thằn lằn. Nó cao khoảng 12 mét và dài tới 25 mét, chỉ riêng chiếc xương sườn đã dài tới 3 mét. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.